Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử một cặp loa B3HF121 dòng này được sở hữu một bát 30 và một tép kèn. Với cấu hình của dòng loa HF121 hàng vải xịn này thì nó được trang bị là chiếc bát cực khổ luôn của dòng bát B3HF130. Đó là chiếc bát này được sản xuất và nhập khẩu từ bên Italia. Và với chiếc tép thì nó là tép khủng, nó là dòng đọc tép từ 17 và chạy côn 75. Với bộ phân tần của dòng loa HF121 này thì nó rất chi là khủng, nó phải to bằng bằng cái miếng xốp trắng kia nhé các bác nhé. Với dòng HF121 này thì chất âm của nó rất tuyệt vời. Các bác thích chơi mà nhạc sàn, nhạc vàng hay những thể loại nhạc remix thì những dòng loa này nó đánh thì rất bạo lực luôn. Và với cặp loa này thì em test thử cho bác Trịnh Minh Lê, bác ở An Giang. Cũng xin chân thành cảm ơn bác đã tin tưởng vào một kênh cao su ở cái cặp loa B3HF121 này. Với thiết kế của dòng loa này thì là thiết kế thùng cân nhé, nên là tiếng trống nó đánh sâu tiếng cực kỳ. Bởi vì chiếc bác của nó là trang bị là bác từ khủng nhé, từ to hơn những dòng loa B3 các bác đang sử dụng. Bởi vì nó là dòng cấu hình khủng của dòng bát 30. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm để mời bác Lê và toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng loa HF121 này. Nó mang ra chất âm rất chi là tuyệt vời. Vâng, với chất âm của dòng loa HF121 này thì chất âm của nó nghe rất chi tuyệt vời. Các bác nghe lời ca tiếng hát của nó thì rất sáng tiếng và rất bay tiếng nhé. Tiếng trống của nó thì đánh rất chi là phê. Và giờ đây em sẽ thử một đoạn nhạc sàn nhé, để mời các bác thưởng thức tiếng trống của dòng loa này nó thể hiện đánh nó rất bạo lực nhé, đánh đã luôn. Chất âm của sản phẩm loa B3HF121 này thì nó là hạng xịn của hãng B3, do công nghệ của Đức được sản xuất tại bên Trung Quốc. Thì sản phẩm này thì nó là hàng chính hãng của công ty loa B3 nhé các bác nhé. Nó là hàng cực kỳ chất lượng luôn, toàn bộ linh kiện nhập khẩu ở bên Italia, nên là chất âm của nó thì các bác không phải suy nghĩ về những sản phẩm cực kỳ thương hiệu này. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa B3HF121 hay những sản phẩm B3X12i hay B3 Sci-Fi hay tất cả những dòng loa B3 thì bên em vẫn còn, thì các bác có thể liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963101138 hoặc 0962355309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Trung Quốc. Và cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, và cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác. Các bác hãy bấm ủng hộ kênh của em bằng nút like và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em. Và giờ đây em xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.